Dạ chào kênh Pháp Thái TV. Chào tất cả các bà con. Hôm nay em có giao lưu một số dòng hoa mẫu đơn. Em cũng mong bà con ủng hộ ạ. Em là nhà vườn Thanh Sơn ở Thới Thuận, Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ bà con. Số điện thoại là 0913 103050. Dạ cũng để cho mau là đầu tiên em lên cây ca đi bà con ơi. Ca là cây hồng sọc nha bà con. Rồi đó chiều cao đi. 83. Chiều cao là 83, 80 đi. Hoành phôi. 11. Hoành phôi là 11 bà con ơi, đo đo từ cái phôi này lên này. Cái mắt ghép. 33. Cái này là ghép 4 bo bà con ơi. 50 nè. Dạ. Ghép 4 bo nha bà con. Đây là 1 bo, 2 3. Dưới bên đây 1 bo nữa là 4 bo. 4 bo là hai này là 20 mắt lá rồi coi. 16 16 mắt lá 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mắt lá. Hồng sọc cho bà con. Đây. Hồng sọc bà con ơi. Sọc rất rõ nét nha bà con. À. Cánh nào cũng có sọc hết. Này là nở chừng 5 ngày đó bà con ơi. Nở có tháng mấy 2 tháng rồi bà con ơi. À, hồng sọc nha bà con, rất đẹp. Quay rõ cho bà con coi luôn nè. Đó. Cánh nào cũng có sọc hết nha bà con. Đó. Nó càng nở càng là lớn lên thì nó sọc nó càng đậm càng đỏ. Rồi quay đi. À, rồi cây chữ A là 2.300.000 bao ship nha bà con. Rồi đổi cây. Hồng sọc nha bà con. Và tiếp theo là cây chữ B. Cũng là cây hồng sọc luôn bà con ơi. 54. Cây phôi ghép là cây mỹ đỏ lá lớn nha bà con. Chiều cao tổng chiều cao là 54. Đây là 54, đo đây không? Bên đây là hỏi 46. Cái này được khoảng 40 bo đó bà con ơi. 40 mắt lá. Em ghép ở đây là 3 bo. 3 bo 40 mắt lá. Để thử cái bên ha. Ờ đó hoành đi. 14 hơn. Ờ cái cốt này là 14 hơn rồi bên đây. Lớn hơn nè. Trên này đi. Dướng rồi. Ăn 17, 16. Rồi 16. Cốt đây 16, bên đây 14, đo cái này luôn, đo nguyên cái cốt này nè. Phôi đỏ nó lớn nha bà con. Dướng đất. Kệ nó, nhắm chừng. Nè. Rồi 31. Hoành cũ cái phôi là 31. Này là cây này là cũng có nụ luôn nha bà con. Nè nụ hai nụ nè. Này đây một búp nữa. Có sọc luôn nha bà con. Đó. Này cũng là hồng sọc luôn nha bà con. À phôi ghép. Ghép hai mắt à, ghép hai pho mắt hai bo nha bà con. Hai bo. Bo này nó 40 mắt lá bà con ơi. À, bao sọc nha bà con. Cây này nó lên búp mà nó đã có sọc rồi nha bà con. Đó, đó. Rất đẹp bà con ơi. Rồi quay đi. Đó, rồi cái phôi chữ B này là 3.500.000 bao ship nha bà con. 40 bo. 40 mắt lá. Rồi đổi cây. Dạ tiếp theo là cây số 1 là cây Vân Trấn Yên Bái nha bà con. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 86. Rồi tán ngang 86 luôn. Tán ngang 86 luôn bà con ơi. Cây này một cốt già luôn bà con ơi. Nứt vỏ luôn rồi. Thấu thân. Thấu thân 29 bà con ơi. Đó rồi. Đó hoành luôn.
12, 13. 13, rồi hoành 13 luôn bà coi. Đó, hoành 13 luôn, thăng nứt luôn nha bà con. Quay đi. Nào, rồi cứ gì quay đi. Rồi, quay đi có bông đây. À, dân trắng dân bán nha bà con. Kè bông rất nhiều luôn bà con ơi. Quay đi. Clip vô nhà vườn quay nhiều có nhiều bà con thông cảm nha bà con. Rồi quay đi. Rồi quay đi. Rồi cây số 1 là 1,2 triệu bao ship nha bà con. Rồi đổi cây, dân trắng dân bán. Và tiếp theo cây số 2 này cũng là dân trắng dân bán bà con. Cây này là tông cao nha bà con. Tổng chiều cao là nhiêu? Mét rưỡi. Rồi chiều cao là mét rưỡi bà con ơi. Được rồi, tính mét rưỡi rồi. Rồi tán ngang. 108. Tán ngang là 108. Thó thân luôn. 80. 80 kí. Hoành luôn. Mười lẻ năm. Hoành 10,5 bà con ơi. Cây này một cứ cốt thẳng luôn nha bà con. Rồi quay vòng đi. Rồi quay vòng luôn. Rồi quay đi. Ngưng lại. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa đi. Rồi. Này qua ăn trắng ăn bán nha bà con. Rồi cho nguyên tàn luôn. Đó cái cây này là tàn đủ luôn rồi con ơi. Rồi rồi đứng lên đi. Đứng lên đi. Rồi cây số 2 là 950,000 bao ship bà con ơi. Và tiếp theo là cây số 3 cũng là dân trắng dân bái luôn bà con ơi. Cũng phơm cao luôn. Chiều cao cũng là mét rưỡi luôn hơn luôn bà con ơi. Rồi được rồi. Mét rưỡi đó. Tán ngang. 123. Tán ngang là 123. Cây này với cây vừa rồi cái số 2 là ăn cặp đó bà con ơi. 88. Thổ thân là 88. 85 thôi rồi. Cây một cố phẳng nha bà con. Tại vì nó nặng quá em chịu chổi cái cây này. Quanh 11,5. Phải. Ừ hơi cứng cái đó tính 11, 11 bà con ơi. Rồi. Tính 11, 10 gì được rồi, tay cứng cái đó đó. Rồi quay vòng luôn. À, cây này tàn đầy đủ luôn rồi con. Quay đi, quay đi. Rồi cây số 3 này là cũng 950,000 bao ship luôn rồi con ơi. À, rồi nghe bà con. Rồi rồi cây số 3 này luôn 950,000 bao ship luôn. Và tiếp theo là cây số 4 là cây đỏ nhung lá bóng mà con ơi. Rồi chiều cao là 130 đi. Rồi tán ngang 103. Tán ngang là 103. Cái này cũng một cốt thẳng đẹp luôn bà con ơi. 69. Thoát thân là 69. Rồi là 69 này. Rồi đó hoành luôn. Hoành 7 quá. 7 hơn. Hoành 7 đó bà con ơi. Rồi quay đi. Quay đi, quay tới bông ngưng lại cái rồi. À, đây là đỏ nhung lá bóng nha bà con. Đó. Màu rất cũng rất đẹp bà con ơi. Nó màu đỏ. Lâu lâu nó có pha vô cánh cam nha bà con. Rồi quay, báo giá luôn cây số mấy. Cây số 4 là 350,000 bao ship bà con ơi. Đổi cây. Và tới cây số 5 là cây đơn vàng 4,9 luôn bà con ơi. Cây này là thành phẩm rồi đó bà con. Già dữ lắm nha bà con. Mét rưỡi. Chiều cao là 1,5 m. Trăm. Tán ngang là 100. Thó thân luôn. Đây nha. Ừ. 71. Thó thân là 71. Rồi. Đâu mạnh luôn. Quá nứt rồi. 13,5 m. Để thử không? Ừ, được rồi, được rồi. Khoan. Thân nứt hết trơn nghe bà con. Cây này già, rất là già nghe bà con. Ủa, à. Rồi đó, hoành cũ rồi nè. Đi dịnh đi, dịnh.
33. Rồi lấy ra. Lấy ra. Hoành cũ là 33 nha bà con. Đây cái hoành cũ đây đế ra rồi tới hồi này nha bà con. À thằng nứt luôn. Đây quay đi, quay đi. À tàn đầy lũ đủ luôn nha bà con. Đang ra hoa luôn. Rồi cây số 5 là 1,5 triệu bao ship luôn bà con ơi. Rồi đợi cây. À quay ngã xuống đi. Rồi được rồi, rồi. Ok. Rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 6 bà con ơi, cũng là cây đơn vàng luôn nha bà con. Cây này với cây vừa rồi cũng mình chơi ăn cặp được. Rồi chiều cao. Biến che màn hình luôn. 1m50 luôn bà con ơi. 150 đó. Rồi tán ngang. Tán ngang là 110. Rồi thớt thân. Thớt thân 87. Thớt thân 87. Rồi quá trời đi. Đủ rồi. 14. Hoành 14 mà con ơi. Xiết là 13 năm. Rồi. Rồi đó hoành cũ rồi. Xiết là 20 đó. Cái hoành ngay gốc này là 20,5 nha bà con. Ở trên này là 14. 13,5, 14. Và cây này cũng già nứt da me luôn mà nghe bà con. Rồi nứt thân cây xấu luôn. Rồi quay đi. Tàn cũng đầy luôn nha, đầy đủ luôn nha bà con. Rồi báo giá cây số 7. Ủa, cây số mấy hả? Cây số 6 này cũng là 1,5 triệu bao ship luôn bà con ơi. Cây này với cây số 5 là cặp lắm bà con. Rồi đợi cây. Được rồi tắt rồi. Dạ tiếp theo là cây số 7 là Văn Trắng Yên Bái. Chiều cao lấy cái đọt lên trên. 125 bà con ơi. Rồi tán ngang. 66. Rồi thấu thân. 80. Rồi hoành luôn. 85. Hoành 8,5. Hoành 8,5 vô ngay 85. Rồi cái đó cũ rồi. Cái cũ lắm. Thôi được rồi. Cái này là cái cũ 13 lắm. Cái cũ bự 13 lắm. Đây con Trắng Yên Bái nha bà con. À, rất đẹp nha bà con. À, rồi đứng lên đi. Rồi được rồi. Cây vừa dán nhiều quên tiêu rồi. 40,5. Cây số 7 40,5 ngàn bao ship bà con ơi. Rồi cây số 8. Dạ tiếp theo là cây số 8 bà con ơi. Là cũng đỏ chân trắng nha bà con. Cây đang cho ra hoa rực rỡ bà con ơi. Chiều cao 94. Tán ngang. Tán ngang 92. Rồi thoát thân luôn. Đó trên này cái nha. 44. Bóng tàn cho bóng tàn là 44 còn thoát thân. 24. Thoát thân là 24. Rồi. Quay nó hoành luôn. 13,5. Hoành 13,5. Cái này già nứt luôn, nứt da luôn rồi nghe bà con. Ai. Ủa sao quay bên đây nó mở vậy ta? Đây. À quay đi. Rồi cây này già nứt da me luôn nghe bà con. Thân nứt luôn đó. À rồi quay luôn. Rồi. Quay đi. Đây hoa văn trắng yên bái nha bà con. Màu rất là đẹp nha bà con. Rồi báo giá cây số mấy luôn. Số 8 1 triệu. Cây số 8 là 1 triệu bao xíu nha bà con. Rồi đổi cây. Tiếp theo là cây số 9 là cây đỏ nhung lá bóng, đỏ nhung lá bóng nha bà con. 133. Chiều cao là 1m33. Tán ngang. 66. Thoát thân. 85. 85. Rồi hoành luôn. Hoành 7. Cây này là
một cốt vót đọt đẹp luôn bà con ơi. Đó, rồi quay đi, quay đi, rồi cây số mấy luôn, đây đổi nhung lá bóng này nghe bà con. À, rồi, rồi rồi đơn giản được rồi, rồi đâu rồi, số 9 350 ngàn bao xếp bà con ơi, đổi cây. Và tiếp theo cây số 10 cũng là đổi nhung lá bóng luôn bà con ơi, cây này tàn cũng y gan vậy luôn bà con ơi, muốn lớn hơn luôn. 142 chiều cao là 142. Tới ngang 79 rồi thoát thân luôn. Cây này mẫu cốt đẹp luôn nha bà con. 87 rồi hoành luôn. 68 rồi hoành 60 gần 7 đó bà con ơi. Rồi quay đi, quay đi. Rồi cây này mới có búp rồi nghe bà con. À, rồi báo giá luôn. Số 13,5 ngàn luôn bà con ơi. Và tiếp theo cây 11 là dân trắng Yên Bái luôn bà con ơi. 96. Chiều cao là 96. Trăm lẻ hai tới ngang là 100 bà con ơi. Hoành, ôi thoát thân đi. Cái này 18 nè. Thoát thân chỗ đó là 18. 28. Xích lên trên là 28 rồi hoành luôn. Đó trên cái này kế đi nha. Đó đâu cũng được. 85. Rồi chỗ đó là 85, còn cái hoành dưới là nhiều lắm bà con ơi. 22. À cây này nó rồi được rồi. 13. Rồi chỗ này 13, 85. Chỗ này trên này là 85, dưới này là 22. 22, 23. Cây này đó cái một cốt ở dưới này nó lớn lắm nè con. À. Hồi nhỏ nó nứt chỗ này nhưng mà nó liền rồi. À, giống con gì hả hồng. Ừ. Nó làm hình thú luôn rồi con ơi. Cây này coi cái củ rất là đẹp. Cái cốt trên này là 5 cm. Ăn cái gì trước. À, quá đẹp luôn rồi. Cái... ăn nè. Em nữa nuôi ra chỗ này nó phù lên đẹp lắm bà con. Chỗ này là... rồi cây số 11 là 900 ngàn bao xếp bà con ơi, coi bông cái nha. Đây hoa phân trắng Yên Bái nha bà con, nó màu đỏ tươi có màu cà rốt ở trong á, rất là đẹp bà con ơi. Rồi đổi cây 900 ngàn. Và tiếp theo là cây 12 cũng là đổi dân trắng luôn bà con ơi. 129. Chiều cao là 129. 69 tấn ngàn thoát thân. 74 thoát thân là 74 mà con. Hoành 9,5. Hoành 9,5. Hoành 9,5 là đó trên này nghe con, ở chơi dưới chất 10 ạ. 16. Cái cổ 16. Cái thương số 12 phải không? Cái số 12 đúng rồi. Rồi quay đi, quay đi. Quay đi. Rồi. Quay đi trở lại một chút xíu coi. Hoa dân trắng nha bà con. À, rất tươi bà con ơi. Rồi báo giá luôn cây. 700 ngàn mà bà con ơi. 12,700. Dạ, tiếp theo là cây 13 bà con ơi, cũng là đổi dân trắng nha bà con. 138. Chiều cao là 138. Trời nắng lên nó thấy cái nó hơi trái rồi con. 74. Tới ngang là 74. 82. Thoát thân là 82. 8,5. 8,5. Quỳnh 8,5 rồi đó trên này nghe bà con, ở dưới này nó dưới này chắc 9,5 gì đó. Rồi cây này một cốt thẳng nè bà con ơi. À, rồi cho coi bông luôn. Đây, đó bông dân trắng như bán nha bà con. Đó cái tàn đó bà con ơi. Rồi báo giá luôn. Số 13 là 600 ngàn. 13 là 600 ngàn bao ship bà con ơi. Và tiếp theo là cây 14 bà con ơi, dân trắng Yên Bái luôn nha bà con. 92. Chiều cao là 92. Tá ngang là 102. Thoát thân 17. Thoát thân 17. Đây đi. 33. Cái từ đây lên đây là 17 nghe bà con, từ đây lên đây là 33. Rồi cây này già dữ lắm nghe bà về con, già nứt cái chân nha. Đó rồi cây này củ lớn luôn, củ đẹp luôn, đâu hoành luôn đi, đâu hoành dịnh, đâu hoành, đâu hoành, rồi đâu củ chứ cũng được nữa. 35. 36. Rồi nhanh nhanh nhanh.
10. Rồi quanh 10 bà coi. Rồi quay vòng luôn. Tới bông ngưng lại. Đây, đây hoa văn trắng bán nha bà con. À. Rồi, cây số 14 là 900.000 bao xiết nha bà con. Hoa rất đẹp, tán đều luôn bà con ơi. Rồi, đổi cây. Và tiếp theo là cây 15, cũng là đỏ văn trắng luôn bà con ơi. Chiều cao 135. Đọc số nhanh rút liền. Tới ngang. 70. Tới ngang 70 bà con ơi, thoát thân. 66. Thoát thân 66 là đo ngay đây nè bà con. Cái nhảy nhảy này rất cao. 10 rưỡi. Rồi quanh 10 rưỡi. Cái này bộ đế rất đẹp nha bà con. Đây nè, đế nè. Nếu bà con đây, tưới từ từ là nó giống như đế mai nha bà con ơi. Đó, rất đẹp. Một cốt thẳng luôn nha bà con. Rồi báo giá luôn, cây số 7, 15 là 700.000 bao xếp rồi coi. Đấy cây. Số 7. Tiếp theo là cây số 16. Cái phải rồi, 16 là đỏ nhung lá bóng. Nhanh nhanh đi, đỏ nhung lá bóng, chiều cao. Còn có 10 phút nữa à. 115. Mấy. Chiều cao là 135. Rồi. Tay ngang là 107. Thoát thân. Thoát thân, thoát thân. 54. Quanh cây này 8 hồi nãy đâu rồi? 8. Quanh 8 đâu coi. Cây ở dưới là 11. Quanh 8 ở dưới này 11 rồi. Quay vòng rồi, cây này tàn kính hết trơn nghe bà con. Đó, đó. Đỏ nhung lá bóng nha bà con. Rồi, cây số 16 là 500.000 bao xếp bà con ơi. Đấy cây. Và tiếp theo là cây 17 là cây đỏ Dubai bà con ơi. Cam Dubai nha bà con. Cam cam Dubai chiều cao là 1m7 đó bà con ơi. Rồi cái này sao đo? Tới ngang cái đó. 62. Tới ngang là 62, cây này là một cốt nha bà con. Ủa một củ đặt nhưng em bó lại cho sau này nó cây này chơi tương lai nó rất đẹp nha bà con. Đó. Rồi đó cái củ dưới đây. Rồi đó thoát thân đi. Rồi lại chỗ này đi nha. Trời. Ở đây là 90 nè. Rồi thoát thân 90. Còn ở chỗ này là 70. Không thoát thân 90. Từ đây nè thoát thân nè bà con, 90 xuống. 90 thẳng luôn bà con ơi. Rồi quanh củ 20. Quanh 20. Rồi được rồi, coi cái bông nha. Bông cao quá. Nè, tôi nghiêng nhẹ quá chứ. Đây, 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 đây. Nghiêng đi, không sao đâu. Cây này. Đây. Đây là cam Dubai nha bà con. Rồi, màu rất đẹp cho bà con ơi. Đó, màu rất tươi. Rồi, cây này là tương lai rất đẹp bà con ơi. Thành cây tàn dù chứ. Rồi, đứng lên đi. Báo giá luôn. Cây 17. 900.000 bao xếp bà con ơi. Số 17 900.000. Dạ cây này xếp hơi nặng tiền nha bà con. Bởi vì nó 900.000. Rồi. Và tiếp theo là cây 18 là cây đỏ là vân trắng nghe nha bà con. 102. Chiều cao là 102. Tán ngang. 100. Tán ngang 100. Rồi thoát thân luôn. Tốt hành. 24. Thoát thân là 24. Ở dưới này 20. Rồi. Cái này củ đẹp luôn. 10. Quanh 10. Củ dưới này đẹp luôn rồi con ơi. Đo cái củ này coi nhanh đi. Chắc hai ngoài quá. 26. 26. Rồi cái này thân nứt luôn rồi nghe bà con. Đó, rất đẹp. Rồi báo giá luôn, quay tàn báo giá luôn. Số 18 là 1 triệu. 18 là 1 triệu bao xếp bà con ơi. Chứ đó chữ tờ đó. À, tiếp theo là cây 19 cũng là đỏ vân trắng luôn bà con ơi. Chiều cao 93. 93 tăng ngang luôn. 100. 100 rồi thoát thân. Để em nó luôn đi. Để em nó hỏi để em bàn đi. 27. 27. Không để. Thoát thân rồi rồi, đâu hoành đi. 11. Hoành 11 rồi đâu cũ luôn. Hoành xong tới cũ. 31, 30. Quanh 30 luôn bà con. Cây này đế rất là đẹp nha bà con. Đó, đế
quá đẹp rồi. Cây này nó sau này cái củ đẹp lắm. Quay rồi, quay đi, cái tàn đều luôn rồi con. Rồi đứng lại đây, hoa vân trắng như máy rồi con. Cây màu nó rất là đẹp rồi con. Rồi báo giá luôn, số 19 1 triệu. Rồi 19 là 1 triệu bao ship rồi con ơi. Đổi cây luôn. Cái số 20 là cây vàng hường lộc xanh bông đậm nghe bà con. 85. Chiều cao là 85. 62. 62 tấn ngang. Cây này hoành gốc chính. Hoành chính. Rồi lấy ra. Được rồi, được rồi. Trên này không. 10. Hoành ngay chính nghe bà con, một cốt nghe bà con. Dưới này chính nè, trên này 10. Rồi. Hoành là chính. Trên này nữa bà con cứ chơi một cốt bà con lọc nó ra. Đây hoa vàng hường luôn bà con ơi, rất đẹp. Đó, hoa vàng hường đột xanh bông đậm. Màu nó rất là tươi nha bà con. Rồi, cây số 20 là 400 ngàn bao ship bà con ơi. Cây 21 cũng là vàng hường đột xanh bông đậm luôn bà con. 74. Chiều cao 74 tán ngang. 87. 87. Cây này cũng một cốt luôn bà con ơi. Chắc cũng cỡ 4. 10 hả? 10 lẻ. Rồi. Hoành là 10 bà con ơi. Hoành là 10 nha bà con. Đây một cốt của thẳng luôn nha. Chật có một cốt luôn nha bà con. Đây đây nè. Đây nè. Một cốt luôn nha bà con. Đây, một cốt luôn bà con, cầm cây lên nè, đứng lên nè. Để cho lấy được. Đây, hoa vàng hường được xanh bông đậm đây. Số 22 phải không? Rồi, cây 21 là 400.000 bao ship. Cây số 22 lên luôn. 22 cũng là vàng hường đậu xanh hoa đậm luôn bà con ơi. Cây này cao là tán ngang. Ủa chiều cao 1m 105. Chiều cao 105 tán ngang. Tán ngang 60 70 gì đi. Tính mấy lận. Rồi rồi tính 70 được rồi, tại mình ship lại chút. Rồi cây này cũng một cốt luôn bà con ơi. Đây, cây này cũng là một cổ đặc nha bà con. Rồi nữa là mình lọc lại thành một cốt bà con ơi. Đó. Mấy cái này mình cắt mình dăm. Đây em để nguyên vậy đó. Được rồi. Xiết là 15 nè. Rồi hoành là 10, cũ là 15 đó bà con. Có nhánh ở ngoài cái coi. 13. Rồi hoành cũ là 13. Đây, 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 15 đây. Nè, rồi. 13 nè. Rồi cái đó. Đó, vàng hường được xanh hoa đậm nha bà con. Rồi cây số 21 này là nhiêu? 22 bà con ơi. 22 cũng là 400 nha bà con. Cái dòng này em còn rất là nhiều nha bà con. Em mua số lượng lớn cũng được. Rồi ok. 23. Và tiếp theo là cây 23 là đỏ nhung ở đỏ chân trắng luôn bà con ơi. 119. Chiều cao là 119. Tán ngang. 74. Tán ngang là 74. Thấu thân. 8. Thấu thân mấy? 68. Hoành. 905. Hoành hoành là 9,5 bà con ơi. À, cây này nứt da nha bà con. Cây tầm trung mà nứt da đó. Cây này cốt thẳng luôn nha bà con nè. Đứng lại. Đó, à, cốt thẳng luôn bà con. Đây hoa văn trắng nè bà con ơi. Đó. À, cây này là cây lỡ. Đó. Cây này bà con chơi tương lai bà con ơi. Rồi báo giá luôn. 600.000 số 23. 23 là 600.000 bao xíu rồi con. Tới cây 24 là cây đỏ nhung lá bóng. Chiều cao. Không thấy luôn, 125. Tán ngang. 90. 90. Cây này một cốt thẳng luôn bà con ơi. 69. 69 thốt thân. Rồi hoành luôn. Tốc hành. Hoành 5,5-6 gì vậy? 52 à. Quanh rồi, quanh năm mấy rồi con ơi bà con ơi. Rồi quay báo giá luôn. Cây này một cốt thẳng nha bà con. Đó, đây hoa luôn. Đây hoa đỏ nhung lá bóng nha bà con. Rồi hoa rất đẹp. Rồi báo giá luôn. 350. Cây số 24 là 350.000 bao ship nha bà con. Rồi cây 24 cũng là cây cuối clip bà con ơi. Dạ em xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con đã ủng hộ em các clip vừa qua. Em xin cảm ơn tất cả các bà con ạ. Đây. Đó, xin chào tất cả các bà con. Em xin hết.